Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Ngân để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai nha quý vị. Mời quý vị mình vào phía trong để gặp em Ngân ha. Đây, chào Ngân. Em chào anh Tuấn, chào tất cả quý cô chú anh chị yêu mê vàng trên cả nước ạ. Em tên là Ngân, em ở Xuân Đông, Chợ Gạo, Tiền Giang. Hôm nay em có lô phôi mai muốn giao lưu với quý cô chú và anh chị. Số điện thoại của em là 0847055987, cũng là số Zalo của em. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú và anh chị. Hình thức của em là bao sóng bao ship trên toàn quốc. Rồi. Dạ, em vô mã số đầu lai là mã 31. Rồi, mã số 31 đây quý vị. Em này cũng hơi bự ha. Để nguyên cái nồi đế để bự chảng ở dưới luôn. Dạ, mã 31 cao là 70. Rồi. Rồi cái hoành đây, này to. Hoành là 27. Rồi. Xây luôn, chị ngắm nghía kỹ thân cành ha. Dòng hai dòng nữa, quý vị ngắm nghía kỹ nha. Rồi, xuống đế nha quý vị. Đế lực luôn. Rồi, giao luôn nhiêu đem? Dạ, 1.600.000. 1.600.000, rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 32. Mã số 32 cao 75. Rồi. Cái hoành nó luôn. Hoành là 23. Rồi, 23 hoành. Rồi, để luôn quý vị. Để tí xíu nữa coi lại coi bảy. Rồi, giao luôn nhiêu đem? Giao 1.100.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn, 33. Rồi, chiều cao luôn. Mã số 33 cao là 85. Rồi, vô cái hoành luôn. Dạ, hoành là 23. Rồi, 23 hoành, diện kỹ ha. Rồi, để luôn. Để lực quá quý vị. Rồi, cho luôn như em. Dạ, 800. 800. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, qua mã số tiếp theo, 34 luôn. Mã số 34, cao là 1 mét. Rồi, 1 mét. Hoành là 34. Rồi, 34 hoành. Thì ngắm nghía kỹ cái đường thân như này ha. Đó. Đây, kỹ nha quý vị, đường thân đây. Rồi, dừng bên đây cái ha. Dừng, tấp. Em này có cái sẹo nhưng quý vị. Sẹo nó lũa từ đây ha. Vô đây, cũng hơi sâu nha. Đó. Có lũa thì bao lũa cho quý vị ha. Rồi, xây luôn. Rồi, giao luôn nhiêu đem? Dạ, 1.200.000. Rồi, 1.200.000. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 35 quý vị ơi. Mã số 35 cao là 55. Rồi. Hoành là 33. Lấy luôn quý vị. Rồi, giao luôn nhiêu em? Dạ, 1.000.000. Rồi, 1.000.000. Để bóc luôn ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Dạ, mã số 36. Mã 6. Cao là 70. Rồi, cái hoành luôn. Hoành là 23. Rồi, xây luôn. Em này có hai vị trí cái sẹo như cái gì? Giống cái co với cái lưng. Đây, co đây ha. Với cái lưng luôn, hai vị trí ha. Rồi, để luôn. Rồi, cho luôn nhiêu đem? Dạ, 450.000. Rồi, 450.000. Rồi, xuống cây luôn. Mã số tiếp theo, 37. Mã số 37. Cao là 70. Rồi. Hoành là 30. Rồi, 30 hoành. Em này cũng có cái vết sẹo ở trên lưng đây nha quý vị. Rồi, để luôn. Rồi, cho luôn nhiêu đem? Dạ, 600. Rồi, xuống cây luôn.
Rồi mã số tiếp theo luôn. Dạ mã số 37 phải không anh Tuấn? Này hả? Đâu coi em coi có dán sẵn. 37 38. Rồi, 38 ha. Số 38. Cao 1m. Rồi, mét cao. Hoành là 30. Rồi, xây luôn, 30 hoành. Nghĩ kỹ dáng như cái gì nè, tay cành thì thúc ngắn vô rồi đó ha. Đó, đụng. Rồi, để luôn. Kỹ đế như cái gì, có cái đuôi. Đuôi. Rồi, giữ luôn như em. Dạ, 1 triệu. Rồi, 1 triệu ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo 39. Số 39. Tay cành khá quá đây. Mình bự bự không à? Cao 1m1. Rồi. Hoành là 30. Rồi, 30 hoành. Cái gì tay cành đâu cái gì? Đó. Rồi, để luôn. Để còn bự không nè, đều bầu luôn. Chỗ nào cũng có đó ha. Rồi, cho luôn nhiêu đem? Dạ, 1 triệu 400. Rồi, 1 triệu 400. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 40 quý vị ơi. Số 40 cao là 70. Rồi. Cây hoành luôn. Cao là 30. Hoành 30. Hoành là 30, cái cao là 70. Rồi. Biết rồi, em nói lộn ngược luôn rồi, anh Tuấn ơi. Ta cành bự bự không ha. Rồi, xuống cái đế luôn nha quý vị. Rồi, giữ luôn nha em. Dạ, 900. Rồi, 900. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 41 quý vị ơi. Mã số 41 cao là 60. Rồi. Hoành là 19. Rồi, 19. Thân cành đây. Những cái kỹ nha quý vị. Để luôn đây. Đó, để còn bự bự luôn ha. Rồi, giữ luôn như đem. Dạ, 650.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số 42. 42. Cao là 65. Rồi. Hoành là 27. Rồi, 27 hoành. Em nghe kỹ thân cành nha. Rồi, vô đế luôn nhìn cái gì. Rồi, để em nói đây. Đó, để con bự bít bầu luôn. Chỗ nào cũng có con bự hết á. Rồi, vô luôn như em. Dạ, 1 triệu. 1 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số 43. Cao là 80. Rồi. Cái hoành luôn. Hoành là 28. Rồi, xe luôn. 28 hoành. Rồi, để luôn rồi quý vị. Rồi, cho luôn như em. Dạ, 1 triệu. Rồi, 1 triệu quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo, 44. Mã số 44 cao là 60. Hoành là 28. Rồi, 28 hoành. Hôm này thì khối đế nữa vậy. Để nôm còn bự ha. Đó, chỗ này cũng có cộng nôm xuống nè. Rồi, giữ luôn như em. Dạ, 800. Rồi, 800. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn, 45. Mã số 45 cao là 70. Rồi. Hoành là 27. Rồi, 27 hoành. Rồi, để luôn. Rồi, giao luôn như đem. Dạ, 1 triệu 600. Rồi, 1 triệu 6. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo, 46. Cây okay, số... nhỏ gọn gọn này. Mấy? 46 là cao 60.
thấy em khẩn khẩn thôi. Hoành 17. Rồi, vậy em nghe kỹ nha. Cò lắc tài cành. Để luôn đây. Rồi, cho luôn nhiêu đây em? Dạ 200. 200. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn, 47 luôn. Mã số 47, cao 65. Rồi, 65 cao. Cái hoành luôn. Hoành là 25. Rồi, 25 hoành luôn. Này chừng nó có cái cụm tay cạnh trên nữa quý vị. Rồi, để luôn. Rồi, vô luôn như em. Dạ, 650 ngàn. Rồi, xuống cây luôn, 650 ngàn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Dạ, mã số 48. Rồi, 48. Cao là 75. Rồi. Hoành là 22. Rồi, xe xe luôn, 22 hoành quý vị. Để luôn quý vị. Rồi, vô luôn như em. Dạ, 700. 700. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp mã theo luôn. Mã số 49. 9. Cao là 80. Hoành là 26. Rồi, 26. Rồi, để luôn nè quý vị. Rồi, cho luôn như em. Dạ, 1 triệu. Rồi, 1 triệu, cây bự chẳng luôn ha. Cây bự chẳng vậy luôn, 1 triệu bao ship luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 50 ha. Mã số 50. Rồi, 50. Cao là 45. Hoành là 22. Rồi, để luôn. Rồi, cho luôn như em. Dạ, 250 ngàn. Rồi, 250 ngàn của gì? Rồi, xuống cây luôn. Rồi, 51 luôn. Số 51, cao là 90. Hoành là 25. Dạ. Thôi, gì nghe lên quay luôn, dẫn lên quay luôn. Thì em nghĩ cái cụ đế nè. Rồi, cho luôn nhiêu đem? Dạ, 1.500.000. Rồi, 1.500.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo, 52. Mã số 52, cao 65. Rồi, xuống cái hoành luôn. Hoành 21. Rồi, sẽ xây luôn, 21 hoành. Thân cạnh luôn à quý vị ơi. Để luôn ha. Rồi, cho luôn nhiêu đem? Dạ, 400 ngàn. 400 của vị. Giá mini. Rồi, ba cây tiếp theo luôn. Cây 53, cao 70. Rồi. Hoành 22. Rồi, xây xây luôn. Rồi, để luôn à quý vị. Rồi, cho luôn như em. Dạ, 650 ngàn. 650 ngàn, cây bị chản luôn. Rồi, xuống cây luôn. 54 quý vị. Mã số 54, cao 50. Hoành 22. Rồi. Em này có cái sẹo trên lưng nha quý vị. Sẹo nhỏ nhỏ ha. Sẹo đây xíu. Rồi, để luôn. Rồi, giữ luôn nhiêu đem? Dạ, 500 ngàn. 500, rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo quý vị, 55. 55, cao 50. Hoành 21. Rồi, 21. Rồi, giữ luôn nhiêu đem? Dạ, 450 ngàn. Rồi, 450 ngàn, rồi, xuống cây luôn. Rồi, qua cây mới luôn. 56.
cao 60. Hoành 22. 22 hoành nè quý vị. Rồi, giá luôn nha đây. Dạ 500 ngàn. 500. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, qua cây mới luôn. 57 nha quý vị. Mã số 57, cao 1 mét. Hoành là 31. Rồi, 31 hoành. Một em trực tay cành có ha. Đó, chơi cái cụm tay cành trên nè. Đó. Ở đây em chơi một cái cụm tay cành nhỏ dưới xẻ ra dưới góc nè. Ở đây con quái quái. Mình con gì quá đây. Rồi, cho luôn như em. Dạ 1.200.000. Rồi, 1.200. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 58. 8. Cao 60. Hoành 22. Rồi, 22 hoành. Rồi, để luôn rồi quý vị. Rồi, cho luôn như em. Dạ 500 ngàn. Rồi, xuống cây luôn, 500. Mã số 59 quý vị ơi. Mã số 59. Cao 50. Hoành 20. Rồi, để luôn. Rồi, cho luôn như em. Dạ 400 ngàn. 400. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, 60. Số 60 cũng là mã số cuối clip, là một cặp. Cao 50. Cả hai đều cao 50. Cái này là hoành 19. Cái này là hoành 16. Rồi, xây luôn. Để luôn gì. Rồi, giao luôn như em. Dạ, cặp này em giao lưu với giá là 400 ngàn đồng. Rồi, 400. Rồi, mình cảm ơn quý vị rất là nhiều ha, đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip. Thì trong quá trình xem, ưng ý mã số nào alo trực tiếp cho em Ngân ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.